Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để tạo một tài khoản có thể hoạt động trên Zoom không bị giới hạn về 40 phút nữa. Bước 1, chúng ta hãy ấn vào địa chỉ link mình đã đính kèm ở bên dưới. Sau đó chúng ta hãy ghi đầy đủ các thông tin của chúng ta vào trong các yêu cầu này. Tên trường và tỉnh thành phố chúng ta có thể thay đổi theo tên của các trường đại học. Ở phần link Facebook thì những ai chưa biết chúng ta có thể vào Facebook, chúng ta chọn trang cá nhân. Sau đó chúng ta copy địa chỉ ở phía trên và chúng ta dán vào đây. Sau đó chúng ta sẽ gửi. Sau khoảng một ngày sẽ có email xác nhận địa chỉ, lập cho bạn một tài khoản mới gửi tới email mà chúng ta đã đăng ký. Chú ý, mỗi email và Facebook sẽ chỉ đăng ký được một lần. Email trả về sẽ có thông báo như sau: địa chỉ email có đuôi là cvp.vn và người ta sẽ cấp cho bạn một mật khẩu. Bước đầu tiên là bạn sẽ phải đăng nhập vào Gmail bằng tài khoản trên, sau đó đổi mật khẩu. Và sau đó chúng ta sẽ dùng email này để đăng ký tài khoản với Zoom. Khi đăng nhập vào email của người ta đã cấp thì nó sẽ có giao diện như này, nó khác một chút. Để đổi mật khẩu thì chúng ta ấn vào cái tiêu đề ở phía trên bên phải. Chúng ta chọn quản lý tài khoản Google. Sau đó chúng ta chọn bảo mật. Và chúng ta sẽ chọn vào mật khẩu. Hãy đánh lại mật khẩu cũ. Và chúng ta sẽ nhập mật khẩu mới. Sau khi nhập xong thì hãy vào Zoom để đăng ký một tài khoản mới. Sau khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ được xác nhận là tài khoản của chúng ta đã được bỏ giới hạn về thời gian. Zoom đã loại bỏ giới hạn thời gian 40 phút đối với các trường hợp bị ảnh hưởng.